Rõ tin tức Trịnh Xuân Thanh đang đánh bạc ở Phú Quốc. Từ khi Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh, rất nhiều giả thiết được đặt ra về nơi ở của ông. Blogger Người Bốn Gió cho rằng ông Thanh đang ở Đức hoặc một quốc gia dân chủ nào đó. Còn các nhà quan sát về vấn đề nội chính Việt Nam lại cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đang ở Việt Nam và ở trong một safe house nào đó dưới sự bảo kê của Bộ Công an. Facebooker Dương Hoài Linh phân tích về khả năng ông Trịnh Xuân Thanh đang ở Việt Nam, ông viết: ông Thanh đang nằm trong một khách sạn nào đó ở ngay tại Việt Nam và đang được Bộ Công an bảo vệ, không loại trừ là đang hú hí đánh bạc tại Phú Quốc. Chỉ có một số trang báo chí nhà nước mới tung tin là ông Thanh đang ở Đức, trong khi blogger Người Bốn Gió muốn gửi hai cái chứng minh và giấy phép lái xe cho ông Thanh cầm để xác nhận khi chụp hình thì phải mất đến 42 tiếng. Không phải chờ lâu đâu, chỉ dăm ba bữa nửa tháng, Bộ Công an sẽ cho ông Thanh ra tử thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Nói thật là cái tội nói xấu cụ Tổng không có sự đồng ý của cụ thì có cho vàng ông Thanh cũng không dám. Có thật, ông Trịnh Xuân Thanh đã chạy trốn. Trước đó, nhà báo Cami đã chứng minh giả thiết là ông Thanh chưa rời khỏi Việt Nam, ông viết. Trong khi ông Vũ Đức Thuận bị khởi tố và bắt giam thì hiện đang có dư luận đồn thổi rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài cùng với vợ và hai cô con gái nuôi và đang định cư ở một nước dân chủ. Thậm chí theo một nhật báo tiếng Việt ở Đức còn tiết lộ rằng một nguồn tin giấu tên cho biết hôm thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2016 vừa qua, chính họ đã chứng kiến một chủ doanh nghiệp nổi tiếng, ông L.S. Quill, chuyên môi giới đầu tư từ Việt Nam sang Đức, đi cùng ông Trịnh Xuân Thanh vào nhà hàng Jack Bell ở trung tâm Berlin và cùng ăn nhậu ở đây. Chưa hết, họ còn cho biết thêm rằng ngay sau đó, phóng viên thời báo đã trực tiếp gọi điện thoại phỏng vấn vị doanh nhân này và nhận được câu trả lời: đúng là tôi có hay đến quán bia Mét đó cùng các anh em, vân vân, thay vì xác nhận là có đi cùng với ông Trịnh Xuân Thanh hay không. Không thể có chuyện ông Trịnh Xuân Thanh chạy trốn ra nước ngoài rồi đi uống bia chứ thanh thiên bạch nhật như thế được. Trước đó ít ngày cũng nhật báo này tiết lộ, theo lời của một nhân chứng, trong một cuộc hội ngộ cách đây ít năm ở Berlin, ông Trịnh Xuân Thanh đã hào hứng thốt lên: mời anh em nâng cốc cho thành công của chuyến đầu tư này. Vậy là khu biệt thự trị giá 5 triệu euro, tức là hơn 100 tỷ Việt Nam đồng, đã được trao cho ông chủ mới là người châu Á. Chưa thể khẳng định những thông tin nói trên là chính xác hay không, song việc ông Trịnh Xuân Thanh đang nắm giữ một khoản tiền do tham nhũng 5 triệu euro, hơn 100 tỷ Việt Nam đồng, có lẽ là điều không cần phải bàn cãi. Vì với số tiền đó, nếu so với số tiền được cho là thua lỗ của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC trong thời gian ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người phải chịu trách nhiệm chính với khoản lỗ 3.500 tỷ đồng. Như vậy, số tiền đó chỉ bằng 0,29% sự thiệt hại trong một vụ tham nhũng, chưa kể đến hàng loạt các vụ việc khác. Điều đó cho thấy các đồn đoán về tiền bạc của ông Trịnh Xuân Thanh là có cơ sở. Tuy nhiên, các tin tức tương tự như thế được báo chí nhà nước đưa ra lúc này không ngoài mục đích nhằm để buộc Bộ Công an truy tố ông Trịnh Xuân Thanh với tội danh tham nhũng với số tài sản lớn tùy theo họ ấn định. Nhất là khi ông Thanh đã bỏ trốn thì ai sẽ thanh minh thay cho ông? Đây là điều hết sức bất lợi cho ông Thanh nếu quả thật ông muốn đi xin tị nạn ở một nước thứ ba. Điều đó cho thấy nếu ông Trịnh Xuân Thanh là một người đủ tỉnh táo và thực sự trong sạch thì bỏ trốn để làm gì? Nhiều người cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh không thèm trốn ra ở nước ngoài mà vẫn ung dung ở một safe house nào đó ở trong nước nhờ sự bao bọc của một thế lực đủ mạnh để bảo kê cho ông. Đây là một nhận định đúng, vì an ninh Việt Nam từ trước đến nay vốn cực kỳ giỏi trong việc theo và giám sát đối tượng. Nhất là vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh là vấn đề lớn, nổi cộm, có ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư yêu cầu làm rõ các sai phạm để xử án điểm thì làm sao mà thoát được nếu như không có sự che chắn của một thế lực đủ mạnh. Gần đây, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an trả lời câu hỏi tại sao đã khởi tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo PVC nhưng chưa nhắc đến ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổng công ty này. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết cái đấy để tính sau và có thể là ở giai đoạn 2. Và tối ngày 16 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với ông Thanh.
Cho nên, việc có những tin đồn cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh dễ dàng trốn thoát ra nước ngoài là những tin tức hỏa mù. Điều đó, nhiều người tưởng rằng sẽ khiến cho phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin và lúng túng. Vì thế lực trong ông Trọng muốn cho dư luận hiểu rằng lãnh đạo đảng không có khả năng kiểm soát Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Ông Trịnh Xuân Thanh khi còn ở cương vị Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, trước đó từng nắm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, hàm vụ trưởng thuộc ngạch viên chức cao cấp, chứ không phải là quan chức cao cấp, thì có bí mật gì quan trọng để mà nắm? Có chăng cùng lắm là những thông tin về các lãnh đạo cao cấp trong các vụ ăn chia, mua quan bán chức, kể cả việc đã bỏ tiền để trúng cử đại biểu quốc hội của ông Thanh mà thôi. Những cái đó có giá trị về mặt tố cáo cho dân chúng biết rằng ông Thanh nắm giữ rất nhiều bí mật của các thương vụ mua quan bán chức. Đấy mới là điều bạn bè của ông quan tâm sâu sắc. Nói cách khác, ông Thanh đang nắm trong tay sinh mạng chính trị của không ít người từ trung ương đến địa phương có liên quan đến ông. Nó hoàn toàn không có lợi nếu ông Trịnh Xuân Thanh dùng nó để làm lý do xin tị nạn chính trị. Nếu trong tình huống phe của ông Dũng thắng thế trong vụ việc này và phe của ông Trọng đồng ý nghỉ hưu và nhường lại ghế cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhưng với điều kiện Bộ Công an phải tìm mọi cách đưa ông Thanh về chịu tội để rửa nỗi nhục, thì lúc đó ông Trịnh Xuân Thanh có chạy đằng trời. Facebooker Dương Hoài Linh phân tích thêm về khả năng ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đang ở Việt Nam. Ông viết, Việt Nam đã tham gia vào Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc, gồm 140 nước đã ký kết phê chuẩn. Vậy thì Trịnh Xuân Thanh có thể chạy đi đâu ngoài 140 nước đó mà không bị phát hiện? Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ căn cứ vào Công ước để yêu cầu tất cả các nước phải cung cấp thông tin về ông Trịnh Xuân Thanh. Hơn nữa, khi ông Thanh thoát ra khỏi Việt Nam qua bất kỳ cửa khẩu nào cũng đều có để lại thông tin từ hộ chiếu, và công an sẽ dễ dàng điều tra ngay nước mà ông Thanh đã tới. Còn việc tị nạn chính trị ư, đó là điều nằm mơ. Ông Thanh không phải là Snowden. Năm 2013, Snowden đứng top của 100 nhà tư tưởng thế giới. Giải thích cho lựa chọn trên, Foreign Policy cho hay, việc tiết lộ các tài liệu mật của chính phủ Mỹ làm thay đổi nhận thức của thế giới, không chỉ với bộ máy tình báo của Mỹ, mà với cả những cạm bẫy trên mạng Internet. Tuy nhiên, Snowden không được nước nào dám tiếp nhận là tị nạn chính trị ngoài nước Nga. Nước đang cần những bí mật của Mỹ từ Snowden. Ông Thanh là tội phạm nằm trong Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc. Nếu đến các nước dân chủ thì sẽ bị bắt ngay theo yêu cầu của đại sứ quán tại nước đó. Như vậy, chỉ có cách là ông Thanh đang nằm ở một khách sạn nào đó ngay tại Việt Nam và đang được Bộ Công an bảo vệ. Và cũng không loại trừ là ông đang hú hí đánh bạc ở Phú Quốc. Chỉ có một số trang mới tung tin là ông Thanh đang ở Đức. Trong khi Bùi Thanh Hiếu, người gửi hai cái chứng minh thư và giấy phép lái xe cho ông Thanh cầm để xác nhận khi chụp hình thì phải mất đến 42 tiếng. Không cần phải chờ lâu đâu, chỉ dăm bữa nửa tháng, Bộ Công an sẽ cho ông Thanh tự thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Nói thật, cái tội nói xấu cụ Tổng, nếu không có sự đồng ý của cụ thì có cho vàng một mình ông Thanh cũng không dám. Bộ Công an sẽ làm gì nếu thực sự ông Trịnh Xuân Thanh không còn ở trong nước? Trả lời báo chí trong nước vào ngày 17 tháng 9, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cho biết, hiện nay, Việt Nam và một số nước chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự riêng với nhau, nên giả sử Trịnh Xuân Thanh có trốn ở đấy thì sẽ gặp những khó khăn nhất định. Trả lời câu hỏi của một số phóng viên trong nước, giả sử Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức, Canada hoặc một số quốc gia khác mà phía Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ về tư pháp và hình sự thì việc bắt giữ dẫn độ sẽ như thế nào? Thiếu tướng Trần Thế Quân cho rằng việc bắt giữ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, song không hẳn là bế tắc. Trong trường hợp đó sẽ vận dụng quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bàn bạc thương lượng cụ thể để dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về nước. Theo luật sư Trương Anh Tú, đoàn luật sư Hà Nội, đối với một số quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm như Hàn Quốc, Liên bang Nga, Ba Lan, Lào, v.v. thì Việt Nam sẽ phối hợp để dẫn độ ông Thanh trở về nước. Còn với một số quốc gia khác như Hoa Kỳ, Canada, Úc, phần lớn là các nước ở châu Mỹ Latin, châu Phi, Tây Á, chúng ta chưa ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm, cho nên việc chuyển giao ông Thanh về nước sẽ khó khăn. Tuy nhiên, nếu xác định được hành vi phạm tội của ông Thanh thì nhiều khả năng hành vi đó thuộc vào nhóm tội phạm về tham nhũng. Và nếu thuộc loại này thì đây là loại tội phạm mà không bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào dám dung thứ. Đến lúc đấy thì ông Thanh có chạy đằng trời cũng không thoát.